Hello Ola, clip này mình sẽ tổng hợp lại những mẫu dây cao gót dưới 100 cành mình đang sở hữu nha. Này thì rất là phù hợp để đi tiệc luôn, sang trọng quý phái mà có điều hơi cao xíu thôi à. Thứ hai thì phù hợp cho những bạn nào thích style bánh bèo nè. Phần nơ được cột lại chứ không phải dán nha, cho nên các bạn đừng có lo bị rớt. Một nhược điểm nhỏ xíu là không có quay cài thôi. Hãy thêm một em sandal nơ để bệt nữa nè. Này cũng rất thích hợp cho mấy bé học sinh mặc áo dài nữa. Này thì có hai mẫu đang trắng cho các bạn dễ lựa chọn. Đừng rời mắt nha, kế tiếp sẽ là một siêu phẩm đó. Này cũng rất hot luôn á nha. Mình từng có một em màu nude rồi, theo cá nhân mình thấy thì màu nude mang sẽ sáng da hơn là màu trắng. Hello Ola, đây là phần 2 clip tổng hợp những mẫu giày cao gót dưới 100 cành mà mình đã sở hữu nha. Em da bóng này đế bằng nên rất là dễ đi. Giày rất là cứng cáp và chắc chắn, mang em chân không có bị đau đâu nè. Rất thích hợp cho những bạn nào không mang được giày gót nhọn. Em quay mảnh là nhìn yếu ớt vậy thôi nhưng mà mang rất là chắc chắn nha. Nó có 3 màu trắng đen với nút đập mình hốt về là tầm 99 cành á. Này thì nhìn mẫu hơi lạ một xíu, chắc là sẽ kén người mang. Cá nhân mình thì không thích em này lắm vì mình mang lên chân không có được đẹp. Còn theo các bạn thì thấy sao nè? Hello Ola, trời ơi cưng mà này ghê á. Đội đôi này thì để tôi lên clip phần 3 nè. Em này mới nhìn là có cảm tình liền. Có điều hơi cao á nha, cho nên là hơi khó đi, tầm khoảng 9-10 phân gì đó. Cái trong suốt này là họ hàng của em nó nè. Cái kiểu mà trong trắng ngây thơ á các bà. Em này thì cũng không có dành cho mấy bà không mang được giày cao gót quá cao đâu nha. Bé này tôi đặt tên là giày quai bính nha, cũng hot một thời á. Mà biết sao không có quai cà nên đi dễ bị tuột lắm. Em ơi siêu phẩm này rồi, em này mang lên chân cực kỳ sáng da luôn. Bằng cao vừa phải nên rất là dễ đi nữa. Mấy bà thấy sao? Được hen. Thật sự là chiều lắm luôn á nha, muốn cao gót đế vuông thì có cao gót đế vuông luôn nè. Trời ơi, em này là phải yêu từ cái nhìn đầu tiên liền. Phối chung với áo dài thì chỉ có chuẩn. Em này thì cao tầm khoảng 3 phân thôi, mang lên chân rất là sáng da. Ngoài phối chung với áo dài thì cũng có thể phối với lại chân váy. Xinh lắm đó, chứ không có đùa đâu nha. Thử đi, em cuối thì đã từng review clip trước rồi nè. Cao tầm khoảng 5 phân, mang lên chân cũng không có đau nữa mà lại rất là thoải mái. Hello Ola, chị ơi làm cao gót đế nhọn đi ạ. Ok em luôn nha, xem nào, hôm nay sẽ review những em nào đây. Em này thì chắc chắn bà nào cũng sẽ thích từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Mang lên chân rất là tiểu thư luôn. Em thứ hai thì cao tầm khoảng 7 phân, giờ tôi hốt về có 89 cành à. Trời ơi, mang lên chân mà tôi thấy sáng da mà xinh xỉu luôn ấy bà. Không có hề đau chân luôn nha. Em cuối cùng màu nút này tôi thấy thật sự là ưng nhất trong tất cả các màu luôn á. Cực kỳ tôn da luôn, kiểu dáng cũng giống em trước, chỉ khác mỗi chỗ là có quay hậu ngoài sau thôi. Mình đã có cập nhật các em này trên đầu tiểu sử rồi nha, nhớ chọn chế độ vẫn mở nè. Alo Ola, cao gót mặc áo dài đế to thì mấy em này là chuẩn bài luôn nè. Gần tới ngày tụ trường rồi mấy bé học sinh xem để tham khảo nha. Em đầu tiên là ở một shop quốc tế, đế cao tầm khoảng 7 phân. Mang lên chân đúng chất là tiểu thư luôn mà không có sợ bị đau chân đâu nha. Hai em kế tiếp này về cơ bản là khá giống nhau, chỉ khác nhau ở mỗi chiều cao thôi. Em này thì tầm 7 phân, cái quai là dạng quai dáng nha. Mình thì mình không thích em này lắm vì mang lên chân cảm giác nó hơi bị thô á. Thứ hai này thường xuất hiện đều trong clip của mình nè. Cao tầm khoảng 3 phân thôi nên rất là dễ đi. 10 điểm cho em này luôn nha. Đã có cập nhật các em này trên tiểu sử, các bạn bấm vào để xem nè. Hello Ola, bà nào mà mê mấy đôi giày màu đen thì cùng ngắm vào mấy em này nha. Em đầu tiên ưu điểm đẹp sang, nhược điểm là khá là cao. Bạn nào mà đi giày cao gót không quen á thì khá là khó đi. Em thứ hai này giống như kiểu nàng công chúa kiêu sa trong bóng tối vậy đó. Trời ơi, ẩn nguyên có hoa hồng ngoài sau gót luôn, dành cho mấy bà nào style tiểu thư công chúa nè. Đính chính lại tôi không phải là shop nha, tôi chỉ review mấy em này cho các bà tham khảo thôi. Tôi cũng có để mấy em này trên một tiểu sử rồi á. Em cuối cùng này kiểu nhẹ nhàng nè, cao tầm 7 phân à. Hot lắm đó mấy bà, cũng không có đau chân đâu. Tôi hay mang em này đi làm á. Series giày cao gót của Thỏ vẫn chưa có hồi kết. Hôm nay sẽ unbox hai em giày gót vuông nhiêu cầu nha. Ôi rồi ôi mấy bà ơi, tôi thấy cái đôi này sao mà nó sang chảnh dễ sợ luôn á. Da lì rất là mềm, đế cao tầm khoảng 7 phân. Em này mà phối với chân váy dài là xuất sắc con bà 7 luôn. Thứ hai này bà đã có tim tiếng kim ơ rồi cho lấp lánh nữa nè. Cao tầm khoảng 5 phân, em này mà mang đi tiệc nữa thì thôi sáng chói rạng ngời luôn. Ê nhưng mà tôi thấy mấy em học sinh mặc áo dài mang em này cũng ổn áp lắm á. Tôi đĩa lâu lắm rồi mà hôm nay mới về là tôi lên tôi review liền cho bà luôn nè. Mà shop này cưng lắm nha. Trên cái hộp còn ghi lời cảm ơn anh shipper vì khách này vô cùng quan trọng khi giao hàng, nhờ anh kèm theo nụ cười. Mặc dù lúc nhận hàng cái hộp nó hơi móp méo một xíu nhưng vẫn cảm thấy vui vì cảm giác mình được tôn trọng của mọi người. Alo Ola, nói về cao gót bít mũi thì không thể nào bỏ qua được cô bé này. Cái cách mà shop đóng đồ mình cũng thấy quá ư là dễ thương nữa. Em cao gót này mình nghĩ chắc hẳn bạn nào cũng sẽ biết. Mình có hẳn 3 đôi 3 màu khác nhau. Cái chất da của em này thì hơi cứng một xíu và các bạn nên đặt tăng thêm một size nha. Em dép này thì khá hot dạo gần đây. Tôi mê cũng chỉ vì mấy cái hộp ngọc trai kia đó. Nói chứ là mang lên chân xinh lắm nha mọi người. Chất liệu cũng mềm, tuy là dép kẹp nhưng mà không có làm cho mình bị đau ngón chân. Hồi lúc tôi còn là sinh viên, bà chị chung phòng nói với tôi là con gái mà không có nổi một đôi giày cao gót trên kệ nữa, toàn là giày thể thao không à. Bây giờ thì tôi đã có 2 kệ giày cao gót, chuẩn bị có thêm một kệ nữa nè.